Tại sao ngủ vậy? Tại vì tối hôm qua đi chơi về đêm. Đi chơi về đêm? 4 giờ sáng mới về. Trời đất ơi, sai rồi. Hôm qua quay đến 11 giờ, quay đến 9 giờ tối nhưng mà đi chơi đến 4 giờ sáng mới về. Trời ơi, chết rồi, sai rồi. Mà em biết không, đi chơi á, đâu phải đi chơi không bình thường. Đi vừa ăn. Dạ, em chào anh. Anh đang ngắm cái tin tức đó hay là anh đang ngủ? Nghe nó hay quá ngủ hả? Hay quá ha.